Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và chương trình sáng nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Cây xanh ngã đổ giữa mưa dông ở một số nơi tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai. Thiếu nhi hào hứng học làm đồ chơi thủ công miễn phí những ngày hè. Lập khống hồ sơ chiếm đoạt 33,7 tỷ đồng của quỹ tín dụng, 6 bị cáo lãnh án. Sập tòa nhà chung cư ở Ai Cập khiến ít nhất 9 người thiệt mạng. Trước tiên là thông tin về cơn bão số 1 có tên quốc tế là Talim. Thưa quý vị, hồi 4 giờ sáng nay ngày 18 tháng 7, vị trí tâm bão ở trên khu vực phía đông bắc của Vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 140 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 và giật cấp 14. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão tại đảo Bạch Long Vĩ, Hải Phòng, có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10. Cửa Ông có gió giật mạnh cấp 6, Cô Tô Quảng Ninh có gió giật cấp 7. Theo dự báo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h và suy yếu dần. Đến 16 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão sẽ ở trên khu vực đất liền, các tỉnh Đông Bắc của Bắc Bộ, gió cấp 7, giật cấp 9. Do ảnh hưởng của bão ở trên biển, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô sẽ có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 13-14. Biển động dữ dội, trên đất liền vùng ven biển khu vực từ Quảng Ninh, Hải Phòng có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11. Khu vực các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Thái Bình có gió giật cấp 8. Ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng có nước dâng do bão từ 0,3 đến 0,5 mét. Từ ngày 18 tháng 7 đến ngày 19 tháng 7, ở khu vực Đông Bắc, Việt Bắc, Tây Bắc, Đồng bằng Bắc Bộ có mưa to đến rất to, cảnh báo nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất. Chiều qua trong cơn mưa gió thì một cây xanh trên vỉa hè của đường Phạm Văn Đồng đoạn vừa qua khúc giao với đường 25, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã bất ngờ đổ sập. Theo lời những người chứng kiến, sau tiếng rắc, cây đã ngã vào hướng bên trong vỉa hè. Rất may vào thời điểm đó, không có người đi bộ nên không gây ra thương vong. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy cây xanh ngã đổ cao khoảng 10 mét, đường kính khoảng 30 cm, tán cây rộng chắn hết vỉa hè đường Phạm Văn Đồng, gốc cây có dấu hiệu mục nát. Đến gần 19 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã hoàn tất công tác xử lý sự cố. Thời điểm xảy ra vụ việc, trời có mưa to gió lớn. Theo nhận định, nguyên nhân có thể là do gốc cây mục nát, trong khi tán cây rộng nên tác động mạnh từ gió làm đổ cây. Cũng vào chiều qua, trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã xảy ra mưa kèm dông lốc tại nhiều nơi. Tại phường An Phú, thành phố Thuận An, một cây xà cừ cổ thụ cỡ lớn đã bất ngờ bật gốc, đè trúng dây điện và đè sập mái hiên một quán cà phê. Thời điểm này, nhiều khách trong quán đã nhanh chóng tháo chạy nên may mắn không có thương vong về người. Lực lượng chức năng đã có mặt để cưa nhỏ cành cây, xử lý hiện trường. Nhân viên điện lực cũng có mặt để khắc phục sự cố. Còn tại Đồng Nai, mưa lớn kèm dông lốc chiều tối qua cũng đã khiến một cây xanh bên quốc lộ 1 đoạn qua phường An Bình, thành phố Biên Hòa bật gốc đổ chắn ngang đường. Cây xanh cao khoảng 15 mét tán rộng nên khi ngã đổ đã chiếm gần hết bề ngang quốc lộ 1, chỉ còn một làn đường cho các phương tiện qua lại. Tại thời điểm cây bật gốc không có phương tiện nào lưu thông trên đường nên may mắn không gây thương vong về người. Tuy nhiên có một trụ đèn chiếu sáng và trụ biển báo trên quốc lộ bị cây đè gãy. Lực lượng chức năng đã có mặt để điều tiết giao thông, xử lý hiện trường, đảm bảo lưu thông. Những ngày cuối hè này vào các buổi sáng cuối tuần, không khí tại nhà thiếu nhi quận 10 thành phố Hồ Chí Minh lại trở nên nhộn nhịp khi rất đông các bạn nhỏ cùng cha mẹ đến tham dự lớp học làm đồ chơi dân gian miễn phí. Tại đây các bé hào hứng khi được cô giáo dạy cách tạo hình đồ chơi từ chất liệu vải von. Sau những bỡ ngỡ khi lần đầu làm đồ chơi bằng vải, chỉ sau vài giờ làm quen, các em đã hăng hái tự tay sâu kim, may vá và làm ra các sản phẩm thủ công nhồi bồng ngộ nghĩnh. Khác với đồ chơi công nghiệp, các sản phẩm thủ công mang đến cảm giác gần gũi và phát huy tư duy sáng tạo ngay từ khi còn bé. Đồ chơi này cũng giúp cho các em nó rèn luyện được tính khéo léo của các em và sáng tạo hơn những cái vật dụng và trong cuộc sống của các em trong lúc tập. Đây là sân chơi mang đến cho thiếu nhi nhiều trải nghiệm thú vị, từ đó góp phần đưa các giá trị văn hóa truyền thống về đồ chơi dân gian đến gần hơn với thế hệ trẻ. Tiếp theo trong phần sau của chương trình.
Người phụ nữ nước ngoài vận chuyển 2,3 kg ma túy qua sân bay Tân Sơn Nhất. Bắt giam cha dượng châm lửa đốt con riêng 25 tháng tuổi của vợ. Sau nhiều ngày nghị án, chiều qua, Tòa Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tuyên án đối với 6 bị cáo là lãnh đạo nhân viên của Quỹ Tín dụng Nhân dân Gia Kiệm trong vụ án lập khống hồ sơ chiếm đoạt hơn 33,7 tỷ đồng. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phạm Ngọc Xuyến, 67 tuổi, cựu giám đốc quỹ, 13 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Cùng tội danh trên, 5 bị cáo khác bị tuyên phạt từ 10 đến 12 năm tù. 6 bị cáo còn phải bồi thường dân sự cho Quỹ Tín dụng hơn 22,8 tỷ đồng. Ngoài ra, vụ án còn hai người cầm đầu là ông Vũ Văn Hòa, cựu chủ tịch hội đồng quản trị quỹ, và ông Nguyễn Văn Lợi, cựu trưởng ban kiểm soát quỹ, chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng. Nhưng do cả hai đã chết nên hội đồng xét xử dành quyền khởi kiện dân sự trong Quỹ Tín dụng đối với người kế thừa khi có yêu cầu. Theo cáo trạng, từ năm 2008, 6 bị cáo đã bàn bạc chiếm đoạt tiền của quỹ bằng cách trực tiếp đứng tên, lập khống hồ sơ tín dụng tên của người khác để vay tiền quỹ tiêu xài cá nhân nhưng không trả lãi và gốc. Đến tháng 1 năm 2018, quỹ không còn khả năng thanh toán cho những nguồn vốn đã huy động của quỹ. Hôm qua, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra mở rộng vụ một người phụ nữ nước ngoài vận chuyển 2,3 kg ma túy qua cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Lực lượng chức năng cho biết khoảng 22 giờ ngày 14 tháng 7, tổ công tác liên ngành đã phát hiện một hành khách nữ sinh năm 1988, quốc tịch Kenya, nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Bên trong vali của nữ hành khách, tổ công tác phát hiện hai gói có chứa 2,3 kg chất bột màu trắng. Qua kiểm tra nhanh, bước đầu xác định đây là cocaine. Kiểm tra lịch trình di chuyển của hành khách trên từ ngày 7 tháng 7 đến thời điểm bị phát hiện, người này đã di chuyển qua các địa điểm như thủ đô Nairobi của Kenya, thủ đô Addis Ababa của Ethiopia, thủ đô Doha của Qatar. Hiện Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định. Một bé trai 25 tháng tuổi đã bị cha dượng châm lửa đốt khiến bé bị bỏng nặng. Công an huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp hôm qua đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với người đàn ông trên để điều tra về tội cố ý gây thương tích. Theo điều tra ban đầu, Phan Văn Nên, 21 tuổi, ngụ huyện Hồng Ngự và mẹ của cháu bé, 23 tuổi, ngụ huyện Cao Lãnh chung sống với nhau như vợ chồng. Tối 7 tháng 7, Nên nhậu cùng bạn bè uống rượu say. Khi về đến nhà, Nên nhớ lại việc bé trai 25 tháng tuổi con riêng của vợ thường xuyên quậy phá đồ dùng cá nhân và bực tức, Nên nảy sinh ý định dùng lửa đốt bé để hạ giận. Đối tượng đã vào bếp lấy mảnh cao su ruột xe đã tẩm sẵn dầu hỏa, châm lửa đốt cháy rồi ném vào nơi bé trai đang ngủ và tiếp tục ném thêm nhiều mảnh cao su khác vào người bé. Hậu quả cháu bé bị bỏng nặng với tỷ lệ tổn thương cơ thể 48% và đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh vừa qua đã điểm mặt 25 công trình thuộc hạng mục nhà chung cư chưa tiến hành nghiệm thu phòng cháy chữa cháy mà đã đưa vào hoạt động. Trong đó có hàng chục chung cư với hàng ngàn căn hộ đã có người ở. Dù tình trạng này đã được báo chí liên tục đề cập, nhất là sau các vụ cháy liên tiếp gần đây, nhưng đến nay thì giải pháp cho vấn đề trên vẫn bị bỏ ngỏ. Các chung cư này đều có điểm chung như hệ thống phòng cháy chữa cháy xuống cấp, hệ thống báo cháy rỉ sét lỗi thời, thậm chí nhiều chung cư còn chưa thi công xong hệ thống phòng cháy chữa cháy. Tôi ở chung cư này cũng rất là lâu rồi, nhưng mà bây giờ tôi mới biết là chung cư chưa có nghiệm thu phòng cháy chữa cháy và đảm bảo phòng cháy chữa cháy. Thì lỡ có cháy nổ gì đó thì tôi không biết chuyện gì xảy ra. Đáng nói một số chủ đầu tư còn chây ý, không phối hợp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, cũng như né tránh khắc phục các vi phạm. Trong khi đó, nếu chung cư không đảm bảo an toàn cháy nổ, thì khi xảy ra sự cố, dù cố ý hay vô ý, trách nhiệm đầu tiên vẫn thuộc về chủ đầu tư. Đối với các cái cơ sở công trình đã được kiểm tra, kiến nghị và xử lý nhiều lần, nhưng chủ đầu tư không khắc phục thì áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động. Ba là trường hợp chủ đầu tư không chấp hành các quyết định, đề xuất của chính quyền địa phương tổ chức cưỡng chế theo quy định. Thời gian tới, cơ quan chức năng cần có những biện pháp cứng rắn hiệu quả hơn để ràng buộc và nâng cao ý thức trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Theo trong phần thông tin quốc tế của chương trình, hơn 50 con cá voi hoa tiêu bị chết sau khi mắc cạn ở Scotland. Chiếc áo len của cố công nương Diana sắp được đấu giá tại Mỹ.
Thưa quý vị, hôm qua một tòa chung cư 5 tầng tại thủ đô Cairo, Ai Cập đã bất ngờ đổ sập khiến ít nhất 9 người thiệt mạng. Theo điều tra ban đầu, vụ việc xảy ra do một cư dân đã vi phạm nguyên tắc an toàn trong sửa chữa nhà ở. Hơn 50 con cá voi hoa tiêu đã chết ở Scotland sau khi mắc cạn trên một bãi biển ở đảo Lewis. Đây được xem là vụ mắc cạn hàng loạt lớn nhất ở nước này trong suốt nhiều thập kỷ. Dù nhà chức trách đã nhận được thông báo về vụ việc, nhưng đáng tiếc là các nỗ lực để thả hơn một chục con cá voi còn sống về biển sau đó đã không thành công. Lực lượng cứu hộ đã buộc phải ra quyết định tiêu hủy những con cá voi mắc cạn còn lại. Tổng cộng 55 con cá voi đã chết và một con được cho là vẫn sống sót. Tổ chức từ thiện Thợ Lặn Cứu Hộ Sinh Vật Biển Anh cho biết họ phỏng đoán rằng cả đàn cá voi đã bị mắc cạn sau khi một con cá voi bị biến chứng khi sinh nở. Theo đại diện tổ chức này, cá voi hoa tiêu nổi tiếng với các mối quan hệ đồng loại bền chặt. Vì vậy, thông thường khi một con cá voi gặp khó khăn và mắc cạn, những con còn lại sẽ đi theo. Các chuyên gia hiện đang bắt đầu xác định nguyên nhân mắc cạn của đàn cá. Dưới khí hậu sa mạc khô cằn của tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, tồn tại một hang động được làm hoàn toàn bằng muối đá. Bước vào bên trong, du khách sẽ được thư giãn bằng nhiều phương pháp trị liệu với những bài thuốc tự nhiên. Hang động nhân tạo này nằm ở thành phố Al Ain, cung cấp nhiều phương pháp điều trị bao gồm liệu pháp muối, trong đó du khách sẽ hít không khí toàn là muối xung quanh. Ngoài ra, nhiều người còn đến đây để thư giãn, cụ thể là ngâm chân hoặc tắm muối toàn thân. Loại muối đá đặc biệt này được ion hóa, mang điện tích âm cùng 84 nguyên tố vi lượng và khoáng chất. Một số học viên cho biết, việc tiếp xúc với chất này có khả năng cải thiện hơi thở, giấc ngủ, chống nhiễm trùng da và giảm căng thẳng. Tôi từng bị khó thở. Khi đến đây tham gia các buổi trị liệu này, tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Chúng tôi cũng chào đón những người bị bệnh vẩy nến, chàm. Mọi người sẽ thấy sự cải thiện từ buổi thứ tư trong số chỉ 16 buổi trị liệu. Liệu pháp xông hơi bằng muối đá được biết đến từ đầu thế kỷ 19, khi các thợ khai thác muối ở Ba Lan nhận ra lợi ích mà muối đá đem lại cho làn da và hệ hô hấp. Một chiếc áo len của cố công nương Diana sắp tới sẽ được mang lên sàn đấu giá tại Mỹ, với ước tính sẽ bán được tới 70.000 bảng Anh. Đây là chiếc áo len mang tính biểu tượng mà cố công nương từng diện, hiện đang được trưng bày tại thủ đô London của Anh. Chiếc áo len chui đầu màu đỏ có in hình những chú cừu trắng, trong đó có một con cừu màu đen. Đây là thiết kế của hãng thời trang Warm and Wonderful. Khi công nương Diana mặc nó vào năm 1981, chiếc áo đã lên trang nhất của nhiều tờ báo và nhận được sự chú ý từ dư luận. Công nương Diana đã chọn mặc chiếc áo len này trong một trận đấu polo của Thái tử Charles. Lúc đó, cô ấy vừa mới đính hôn. Đại diện nhà đấu giá cho biết công nương Diana rất thích chiếc áo len này và từng gửi thư yêu cầu hãng sửa lại chiếc áo khi nó bị hỏng. Tuy nhiên, hãng đã gửi lại cho công nương một chiếc áo khác thay thế. Vừa qua, người đồng sáng lập của hãng tình cờ tìm thấy chiếc áo len cũ của công nương bị bỏ quên suốt 40 năm qua trong một chiếc hộp trên tầng gác mái. Chiếc áo sẽ được trưng bày tại phòng trưng bày Sotheby's London đến ngày 19 tháng 7 trước khi được đem đấu giá tại New York vào ngày 7 tháng 9. Cứ mỗi năm sau dịp lễ thánh Phêrô tại Bắc Macedonia, cư dân tại ngôi làng Galichnik lại hối hả chuẩn bị cho lễ hội cưới hỏi độc đáo. Sự kiện thu hút hàng ngàn du khách nhờ vào sự tái hiện các phong tục, nghi thức truyền thống có từ thế kỷ trước. Lễ hội mang tên đám cưới vùng Gallica kéo dài 2 ngày, bắt đầu vào ngày thứ Bảy gần nhất với ngày lễ thánh Phêrô. Mỗi năm một cặp đôi may mắn sẽ được lựa chọn để làng chung tay tổ chức đám cưới. Đám cưới đặc biệt này có nhiều phong tục nghi lễ độc đáo, chẳng hạn chú rể được cạo râu trước đài phun nước, tượng trưng cho việc bước vào tuổi trưởng thành. Cô dâu đến nhà thờ trên lưng ngựa cùng với đám rước nhộn nhịp. Suốt 2 ngày, cô dâu sẽ mặc hơn 40 bộ quần áo khác nhau, mỗi bộ được thêu và trang trí bằng đồ trang trí và chạm khắc thủ công. Lễ hội này được bắt đầu từ thế kỷ 20, từ khi làng mất nhiều cư dân do nhiều người trẻ tuổi rời quê lên phố tìm kế sinh nhai. Thông thường họ chỉ trở về làng vào giữa tháng 7, và khi họ rời đi, ngôi làng chỉ còn lại dưới 10 người. Lễ hội diễn ra như một cách để gợi nhớ cho những đứa con của làng về truyền thống và giúp họ gắn kết hơn với làng. Tiếp theo trong phần sau của chương trình, tuyển bóng đá nữ Australia phát video đòi công bằng với bóng đá nam. Xưởng sản xuất hủy tinh cháy rụi trong đêm tại thành phố Hồ Chí Minh. Hôm qua, tân binh Ilkay Gundogan đã chính thức ra mắt tại Barcelona sau khi anh đặt bút vào hợp đồng 2 năm thời gian chuyển nhượng tự do và khép lại 7 năm nhiều danh hiệu với Manchester City.
Cầu thủ người Đức gia nhập Barca sau khi hoàn thành cú ăn ba lịch sử ở mùa giải vừa qua cùng với Man City. Barcelona đã ưu tiên ký hợp đồng với Gundogan để bổ sung cho hàng tiền vệ và đặt điều khoản giải phóng ở mức 400 triệu euro. Tôi rất phấn khích, rất tự hào khi được là một phần của câu lạc bộ tuyệt vời này. Tôi nhớ bản thân mình từ khi còn là một thiếu niên, tôi đã xem Barcelona mọi trận đấu. Tôi có rất nhiều thần tượng chơi cho câu lạc bộ này và trở thành huyền thoại ở đây, nên tôi rất tự hào. Với kinh nghiệm của tôi, đặc biệt là kinh nghiệm thu thập được ở Man City, tôi nghĩ mình có thể đưa đội bóng lên một tầm cao mới. Gundogan cũng bày tỏ khao khát giành được nhiều danh hiệu với câu lạc bộ này. Cầu thủ người Đức tự tin cho biết sẽ nỗ lực hết mình để giúp Barca trở lại đỉnh cao Champions League. Bá ngay trước lễ khai mạc World Cup nữ 2023, các cầu thủ của đội tuyển bóng đá nữ Australia đã phát đi một video kêu gọi sự công bằng giữa tiền thưởng của các giải vô địch bóng đá nam và nữ. Bên cạnh đó thì các cầu thủ này cũng đã lên tiếng ủng hộ những đồng nghiệp đang bị đàn áp, yếu thế trong việc thương lượng lương bổng. Video này được truyền đi giữa lúc các tranh cãi về tiền lương đang diễn ra trong nhiều đội tuyển tham dự World Cup nữ 2023 như Anh, Canada, Nam Phi và Nigeria. Đội tuyển nữ Australia từng thành công trong việc yêu cầu tăng lương sau khi đình công vào năm 2015. Cũng trong năm 2019, các cầu thủ của đội đạt được một thỏa thuận tập thể trong việc nhận mức tiền thưởng thi đấu công bằng như các đồng nghiệp nam. Tuy nhiên, hiện họ bức xúc khi mức tiền thưởng mà nhà vô địch sắp tới của World Cup nữ 2023 nhận được chỉ bằng 1/4 giải thưởng cho các nhà vô địch nam tại Qatar hồi năm ngoái. So với World Cup nữ 2019 diễn ra tại Pháp, giải đấu năm nay có mức tiền thưởng 110 triệu đô la Mỹ, cao hơn khoảng 300%. Hiện FIFA vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức trước video kêu gọi của tuyển nữ Australia. World Cup nữ 2023 sẽ chính thức khai mạc vào ngày 20 tháng 7 tới. Để chào đón sự kiện, ngày 17 tháng 7, đồng chủ nhà New Zealand đã tổ chức một màn trình diễn nhảy dù đầy ngoạn mục xuống sân Eden, nơi các trận đấu sẽ diễn ra. Vận động viên Brent Finlay đã nhảy dù xuống sân với lá cờ World Cup dài 17 mét. Sau đó, một số phần trình diễn nghi thức truyền thống độc đáo của người Maori cũng đã được thực hiện, đánh dấu việc sự kiện bóng đá nữ lớn nhất hành tinh sắp diễn ra. Hôm qua, tại thủ đô Paris của Pháp, khoảng 40 chiếc tàu đã tham gia vào cuộc diễn tập trên sông Seine để chuẩn bị cho nghi thức khai mạc Olympic Paris 2024. Cuộc diễn tập được tổ chức từ cầu Austerlitz đến cầu Iéna trên sông Seine chạy qua Paris, trong khi giao thông đường thủy qua đoạn này bị chặn từ 4 giờ sáng đến 12 giờ trưa theo giờ địa phương. Các tàu tượng trưng cho những đoàn vận động viên diễu hành, dù chỉ là một phần của số đoàn vận động viên tham dự Olympic Paris. Đây là cuộc thử nghiệm dành cho đạo diễn ghi hình Flycam để họ chọn góc quay, xác định khoảng cách. Trong khi đó, kịch bản diễu hành trên sông vẫn được giữ bí mật. Đây sẽ là lần đầu tiên cuộc diễu hành của các đoàn vận động viên dự Thế vận hội diễn ra ngoài trời, trên mặt sông, giúp khoảng 100.000 khán giả có thể theo dõi từ hai bên bờ sông Seine. Thông tin cập nhật thưa quý vị, một vụ cháy đã bất ngờ bùng phát trên địa bàn phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 vào tối qua, thiêu rụi một xưởng sản xuất thủy tinh. Khoảng 21 giờ tối qua, người dân bất ngờ nghe tiếng nổ lớn kèm theo mùi khét. Ngay sau đó thấy khói bốc lên nghi ngút tại công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Phú Quý, chuyên sản xuất thủy tinh tại số 2094 quốc lộ 1A, quận 12. Vụ cháy làm chập đường dây cáp, cúp điện các nhà dân xung quanh. Nhiều người dân nhanh chóng phá cửa dùng vòi xịt nước, nhưng do trong xưởng có nhiều chất dễ cháy nên lửa tiếp tục bùng cháy dữ dội. Nhận tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an quận 12 đã điều nhiều phương tiện cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến dập lửa. Khoảng 30 phút sau, đám cháy cơ bản được kiểm soát. Thời điểm xảy ra cháy, không có công nhân làm việc nên không có thương vong về người, nhưng nhiều tài sản bị thiêu rụi. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ. Đến đây thì chúng tôi cũng xin được khép lại chương trình 60 giây sáng nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy tiếp tục theo dõi chương trình 60 giây chiều nay của chúng tôi với nhiều thông tin được cập nhật trong ngày. Xin kính chào tạm biệt.